triệu đấy anh ạ. Chưa được thôi. Bắt đầu để nhà bé này. Bây giờ nhiều người làm quá. Con cún nhà tao nó không phải bây giờ nó quản lý chặt hơn. Đúng rồi. Con cún nhà tao nó làm nhưng mà nó thích. Ba chai, gửi cho ba chai. Uống chai nào chưa uống. Chắc là rượu xịn đấy. Rượu mang khác rồi mà. Nhưng mình đã uống quen. Nặng. Chai Tobi. Còn là chưa biết đây. Chai Tobi, một chai gì kìa.